cho tôi hỏi. Thế Phong, cụ uống thuốc gì nói đi, tôi đi mua cho. Anh không làm nữa, anh đừng quan. Không thấy gì hết mà làm nằm lên người ta hả? Tôi là người có tài, tôi có tâm và tôi có tầm. Anh nãy em nghe nó kêu anh bằng mẹ. Trời ơi, em nghe lộn á. Cái gì mất tích? Sao không đi đón con? Con tàn tạ quá. Chồng con cái phong độ đẹp trai quá. Nó đi ra đường nó thấy gái, cái đàn coi so sánh, trời ơi, thôi vợ mình nó xấu vậy. Cô kia, cô là ai? Dạ. Kìa, cô bé, cô chồng người ta ra. Các bạn này không rửa chén cũng không giặt đồ luôn, chết bà rồi. Thì hôm qua mình lỡ mình hứa để bữa nay mình làm, hôm nay bà tưởng thiệt trời. Rồi bây giờ đồ của bà không lẽ cũng để cho mình giặt luôn sao ta? Kỳ quá, không mà tối ngày không lẽ nhà đi giặt đồ cho vợ. Mà thôi, dù gì mình cũng là người đàn ông gương mẫu của gia đình mà. Giặt luôn. Giặt luôn. Giặt luôn. Bà mặc đồ chứ gì, tôi giặt luôn cho bà coi. Ăn không rửa chén gì, tôi rửa luôn cho bà coi. Chồng mới giặt, vợ lao đôi chân ngọc ngà nhé. Làm chuyện tào lao gì nữa đây? Sàn nhà đã lao ba nước với xà bông diệt khuẩn. Ba nước hả? Tại Hấp Beyond, đón xem hồi kết gạo nếp gạo tẻ. Nước chồng mới đổi đó nha, thay nước thôi mà cũng khoe nữa. Thôi kệ, uống cho đỡ uổng công của chồng. Có gì nữa không? Quạt chồng đã lao sáng bóng nè. Tương đối hết rồi hả? Hết rồi thì mình đi tắm, cũng có vẻ có tiến bộ. Wow, gì mà gọn gàng dữ vậy? Quần áo chồng đã giặt ủi phơi một nắng, vợ mặc cho đẹp nhé. Lâu lâu mới được một bữa à.
Để coi hôm nay mặc gì đây. Mặc cái này đi. Có phải chồng mình không vậy ta? Nói không. Chứ ai. Trời ơi, cái gì anh? Chén đã được rửa và phơi một nắng. Vợ yên tâm nha. Phải chồng tôi không đó? Chứ chồng ai? Y như là cô tắm ở trong trái thị luôn á. Thương quá à, cảm ơn chồng nha. Thương thôi hả? Thì thương thôi. Thưởng đi. Hai xị. Nhịn đi. Giỡn thôi. Nếu như mà trước đây á, chồng được như vậy á, thì vợ đâu có chê trách chồng đâu. Được rồi, từ đây chứ về sau chồng sẽ lo hết. Chồng nói thiệt hả? Thiệt. Trời ơi, chồng mạnh mẽ quá à. Người đàn ông của năm mà. Nhưng mà chồng nấu cơm chưa vậy? Nấu cơm hả? Chồng nấu cơm chưa? Cái đó để cho vợ nấu. Là sao? Anh chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ đó nha. Thì vợ cũng biết rồi mà. Anh nấu ăn dở lắm. Nếu như mà anh nấu là vợ chồng mình lục đục nội bộ luôn á. Vậy mà hôm qua có người hứa mạnh miệng lắm, anh sẽ làm hết, giờ chỉ việc ngồi yên thôi. Thì hôm qua em giận cho nên anh phải hứa đại chứ sao giờ. Tôi biết mà, nói vậy chứ đâu có thương tôi đâu. Nói không à. Thôi mà được rồi, được rồi, anh nấu, anh đi nấu nha, anh đi nấu, anh nấu. Được chưa? Anh đi nấu ngon. Được. Em làm gì em sàn tới sàn lưu hoài vậy? Dạ coi trong nấu mà. Thôi, đi ra ghế ngồi đi. Ngồi yên cái này, anh nấu xong rồi ăn. Đi đâu vậy? Đi nấu. Nấu ăn. Nấu gì? Tôi đang nấu chưa xong mà nấu gì? Thôi, chú làm ơn. Cũng lỡ chưa xong rồi. Thông cảm cho vợ chồng anh đi. Trời ơi, sao được, đang nấu mà. Cái món này món bò kho, lâu lắm. Không, của em cá sắp ương rồi, bây giờ kho cá. Trời, cái gì tỉnh queo vậy? Đi mua cá ương sẵn về rồi, giờ nói sắp ương là sao? Tôi chưa đang nấu mà. Tăng 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 tăng, đập trứng thôi, cái một. Cái bếp đó hư rồi. Không có sử dụng được cái bếp đó. Vậy hả? Vậy sẽ ra. Ê! Ê! Vậy hả? Tôi đang nấu mà. Tôi đang nấu. Ủa? Chồng ai? Sao kỳ cục của tôi phải chiên tôi đi ăn đi làm nữa chứ. Mọi người. Ba con người xếp hàng em. Đúng rồi, nhưng mà tôi xuống chưa? Tôi xuống chưa? Ai xuống trước? Đây xuống trước nè. Trước người ta đứng một. Tôi đang nấu đây nữa mà. Tại Hấp Beyond, đón xem hồi kết gạo nếp gạo tẻ. Cái món này trời ơi chín rồi. Thôi, cái bếp. Khoan, được rồi. Bây giờ từ từ, cái gì cũng từ từ chứ. Bây giờ có cái bếp mà, bây giờ anh tới trước đúng không? Nhưng mà cái món bò kho này hầm lâu lắm. Rồi, em biết rồi, bây giờ anh để đây đi. Một chút xíu nửa tiếng nữa anh xuống á, em làm luôn cho anh rồi. Thôi cho em làm trước đi, cám sắp ương rồi, cho em kho lẹ cái em đi vô phòng ăn. 45 phút nữa xuống lấy. Ủa gì 45 phút? Rồi hai cái trứng này sao? Rồi đưa đây, tôi làm luôn cho. Chỉ cần lên phòng thôi, một tiếng nữa xuống lấy. Cái thằng này nó ngược ngược sao á. Nghĩ sao vậy? Chưa chi cái này. Một tiếng. Còn cái này đã hầm 45 phút. Không, cái này 45 phút, nửa tiếng. Mà trong khi cái bò nó dai nhất. Ừ. Này nấu ăn biết nấu ăn không? Nghi ngờ quá à. Tin làm được. Thôi chồng em nói vậy rồi, mọi người cứ tin chồng em. Đúng vậy. Cứ đi lên lầu đi để hết cho chồng em làm. Đó. Dạ, mình tin được không vợ? Người ta khởi nghiệp phải cho người ta cơ hội. Đúng rồi. Bây giờ mình nói chung là mình bốn tụi mình làm mình tin đi ha. Bây giờ lên đi, yên tâm, vào hết cho em. Rồi, mọi người cứ yên tâm, rồi cứ đi lên lầu đi để chồng em nấu cho. Dạ. Nấu ăn ngon lắm. Đi. Tới 3, 2. Nè. Lát hồi không có bò kho ăn thì đừng có trách tôi nha. Tôi đúng khung nhà dạ chờ không có ăn, tôi cầu nhà thấy này. Rồi nha. Một tiếng nữa nha. Dạ, đưa hai trứng này vậy. Nè chồng có làm được không vậy? Sao hứa với mọi người? Em yên tâm đi, em phải tin chồng em chứ, đúng không? Đưa hai trứng này. Đi lên luôn đi. Nhưng mà nhiều đồ quá nè. Anh làm hết được, một tiếng đồng hồ. Dở lên đi, ngủ giấc vậy có. Đồ ăn tới rồi. Mọi người xuống ăn đi mọi người ơi. Ý? Mọi người ơi. Hờn quá bầy ơi. Trời ơi. Ăn thôi. Tao không nhận ha, ông Lâm trọng tâm nấu đồ ăn rồi này nào cũng hấp dẫn nhanh gọn ha. Anh cá kho của em đâu rồi? Đây nè. Ờ. Ủa?
Cái kho của em hả? Ừ. Phải cái kho không anh? Phải cái kho chị? Kho nước dừa. Ủa này là kho gì anh? Kho lạc. Kho lạc. Ừ. Kho lạc. Có lý. Bò kho chị đâu? Bò kho của anh chị đâu? Bò kho nè. Ây. Bò. Đó. Bò kho. Canh đây rồi bò đâu? Bò nó bò xuống dưới canh rồi. Kì vậy? Nhưng mà ăn canh mà phải bò theo con bò là sao? À là gì nè? Thịt của anh chị á, em lấy em kho rồi xong cái đầu cái em xay ra, em nấu chế nước thêm, em nấu cho nó loãng ra nước luôn, thì cái chất dinh dưỡng ra nước luôn. Hai anh chị ăn chỉ cần chấm bánh mì vô hoặc là húp nước thôi là nó đã có cái chất dinh dưỡng bò trong đó rồi. Em có biết trong trường hợp nào mà người ta cần húp nước, người ta không cần ăn cái không? Ừ. Thì con nít nè, như cutin nè, là nó làm biếng ăn, nó chỉ cần nó uống thôi là được rồi. Ừ. Mình già mà mình không có răng mình vẫn đó. Ủa? Đó, ở cái chỗ mà không có răng đó. Trời cái ơi. Cái chỗ là không có răng đó. Em nấu ăn mà cái tâm em nó ác quá. Trời ơi, nó chù vợ chồng mình, nó thấy chưa em? Trời ơi, chết rồi. Chồng em sáng tạo nấu gì là ngon lắm rồi đó. Đúng rồi, cho anh chị ăn khỏe anh chị. Đúng rồi, tôi thấy anh trọng tâm, anh sáng tạo lắm. Mà làm những cái món mà người ta không kêu làm cũng làm luôn. Ví dụ như là tôi kêu làm món trứng chiên á, mà tự nhiên á đi chạy ù ra ngoài chợ mua một cái bánh tráng nướng Đà Lạt nè. Hấp dẫn ghê không? Bánh trứng nướng Đà Lạt ha anh. Em thích ăn món này nên chồng em mới mua đó. Nhìn nó hấp dẫn lắm, nhưng mà cái trứng của tôi đâu? Cái trứng luộc của tôi, trứng chiên của tôi đâu? Đang cầm mà nói gì vậy? Xạo quá xạo. Tưởng gì nữa em? Bánh tráng nướng Đà Lạt. Cái gì vậy? Mọi người mất nhận thức hả? Bánh cái này là trứng chiên mà. Cái gì? Bánh tráng nướng không có hành. Trứng chiên. Em không thích ăn hành phải không? Không, để ăn bánh tráng coi cái trứng chiên hay trứng tráng nè. Hành phía dưới á. Nãy xuống nghe mùi trứng. Có không? Đúng rồi. Đi. Nó khét nhạt vậy? Anh làm ăn kỳ cục quá. Em đưa hai cái trứng lúc đầu ha, nó hồng hào, nó trắng tươi như vậy. Anh quần qua một cái giờ trứng của em nó đem tôi lùi. Nó nghe nè, tại vì á bây giờ mà trứng mà chiên mà không có chín tới á là ăn là bị cúm á. Cúm cái gì? Anh làm gì kỳ cục quá, em không có thể chấp nhận được. Em mua cá tốn tiền lắm. Em giờ anh mà làm vậy hơn đợi tiền là cho em đi. Chứ không có cá kho gì cho. Bao nhiêu tiền thịt bò tưởng tượng bao nhiêu tiền mà đâu. Nè mọi người ơi, mọi người khó tính quá à. Lần đầu tiên chồng em nấu ăn nấu gì là ngon lắm rồi đó. Đúng rồi. Ngon gì mà ngon, giữ trứng của người ta thôi. Bây giờ nó đen của luôn, sao mà ăn được. Rồi tôm canh nó uống bò sao mà ăn. Nói gì kỳ cục vậy? Các bạn có đừng có nói nữa, nghỉ ăn. Nghỉ ăn đi. Nghỉ ăn đi. Nè, ăn đi, đi. Ăn đi, ăn đi, ăn loại bà học đi. Trời có gì đâu, đồ ăn ngon vậy. Mọi người. Là ăn hết đi bà nội. Mọi người ơi, chưa ăn thử mà sao biết không ngon. Chồng yên tâm, vợ sẽ ăn hết. Đồ ăn chồng nấu mà chắc chắn là sẽ ngon rồi. Bởi vậy đúng là có vợ mới thương anh thôi. Ăn đi vợ, ăn thử đi. Dạ. Công sức anh nấu nguyên buổi sáng. Đây. Để vợ thử món cá trước nha. Trời ơi, bữa nay chồng chế công thức mới luôn phải không? Nhìn là vợ biết rồi. Sao vậy? Cay quá. Nè, khoan, cho vợ đúc lại lời nói như nãy vậy. Sao vậy? Vợ. Sao vậy? Cái gì á mấy người này? Sao mà người ta làm? Ủa mình nhớ mình lấy vỏ trứng hết rồi mà sao còn vỏ trong này? Kỳ vậy ta? Trời đất ơi! Công sức của tôi mà sao thất bại hết vậy nè? Nói đâu ngại, cứ lấy đi em. Lấy đi. Lấy đi rồi tôi đồ không trao. Anh cho thêm bó xả. Trời ơi, em lấy liền. Lấy đi. Hey, đi theo chủ đi, đi theo chủ mít. Nhìn người ta mình nó thèm, còn nhìn chồng mình á, chắc chán rồi. Trời, có gì đâu mà em so đo vậy. Sao không so đo? Anh nhìn đi, gia đình người ta thuận vợ thuận chồng, phát triển đông cũng cạn nữa. Tụi có mua vé tặng Dương nè. Đây, vé Donald nè. Thú cưng. Hả? Thú cưng. Ừ, chào mọi người, đây là bé Donan. Còn cái bé này. Đây là bé Kentucky. Kentucky.
nuôi Nan với cây Tuki. Đúng rồi. Là mới vừa lấy về luôn. Mới mua về để nuôi nè, hai con bé nè.